Hello, xin chào mọi người. Mọi người thấy làn da của em không? Hơn 33 tuổi rồi mà làn da không có một chút nếp nhăn, là da luôn căng bóng và giữ được cái nếp tươi trẻ. Đó là khi sử dụng cái dòng sản phẩm serum của hãng Acomatic, cái phiên bản rất là mới. Lúc trước mình có sử dụng cái phiên bản cũ rồi, hôm nay lại sử dụng thêm em phiên bản mới, lại vượt trội hơn so với phiên bản cũ. Da trở nên căng bóng, mềm mại hơn. Sản phẩm này á, mình rất là sợ là hàng về á, mình xài không được, dễ bị dị ứng, hoặc là cái thành phần nó mạnh quá, cái da của mình nó không tiếp ứng được. Nhưng mà thực chất thoa tới đâu da mịn tới đó, chạm vào giống như là sờ vào cái da em bé, nó có độ đàn hồi cho da nè, căng bóng mịn mượt. Và khi mà mình thoa một lớp serum này lên, sau đó thoa một lớp kem dưỡng. Riêng về cái dòng sản phẩm serum á, em chấm cái em này tới 9 điểm lận nha. Đối với những làn da nào đang bị khô, đang bị lão hóa, da sần sùi, da nổi mụn nè, da nổi đỏ gân máu nè, hoặc là da bị nám thâm rồi mồi tàn nhang, hoặc là da bị ửng đỏ do thời tiết cháy nắng, ở da tái tạo, đều có thể sử dụng em này. Như là mình đang xối nước cho da, da giữ nước rất là lâu, căng bóng mịn mà da của mình lại đều màu trắng sáng. Sau khi sử dụng cái em này trong vòng 5 ngày sử dụng là da của mình thay đổi ngay lập tức nha. Phiên bản mới hoàn hảo hơn phiên bản cũ, với những thành phần là glycerin nè, niacinamide nữa nè, rồi bentonol nữa nè, rồi toàn là những cái dòng sản phẩm mà giúp cho da của mình nó căng, ngăn lão hóa, cấp ẩm và cung cấp một cái hàm lượng collagen cho da rất là cao. Nên khi mà mấy chị sử dụng em này á, chỉ có là mê, ok, inbox tư vấn nha, có cái vài chục chai thôi à, ok nha.